Chiều 13 tháng 8, Tiểu ban Nội dung Festival Sông Hồng năm 2024 đã tổ chức cuộc họp nghe các nội dung về festival. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Tiểu ban Nội dung chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên Tiểu ban Nội dung. Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã trình bày về các nội dung chính của festival đã thực hiện. Theo đó, các thành viên Tiểu ban Nội dung Festival Sông Hồng năm 2024 đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về chương trình, kịch bản các hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ festival và logo, nhận diện, phối cảnh sân khấu của festival. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời, đúng trình tự và quy định của pháp luật để festival diễn ra đảm bảo thành công và ấn tượng. Festival Sông Hồng năm 2024 với chủ đề Nơi Sông Hồng chảy vào đất Việt diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11. Trong đó, chương trình khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2024, tức thứ Bảy, tại Quảng trường Trung tâm, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.